Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Sau khi cho 5.000 người được no nê, lập tức Đức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, về phía thành Bethsaida. Trong lúc người giải tán đám đông, sau khi cho họ đi, người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình người ở trên đất. Người thấy các ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Và người định vượt các ông, nhưng khi các ông thấy người đi trên mặt biển lại tưởng là ma thì la lên. Quả thật tất cả các ông đều nhìn thấy người và đều hoảng hốt. Lập tức người bảo các ông: cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Rồi người lên thuyền với các ông và gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sừng sốt, vì các ông đã không hiểu phép lạ hóa bánh ra nhiều, lòng các ông còn chai đá. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, quý ông bà và anh chị em đang tham dự thánh lễ trực tuyến với chúng con ôn lại lời Chúa ngày hôm qua. Lời Chúa ngày hôm qua là phép lạ hóa bánh ra nhiều, với câu nói của Đức Giêsu mà chúng ta ghi nhớ: chính anh em hãy cho họ ăn. Họ không cần phải đi đâu hết, chính anh em hãy cho họ ăn. Câu này nhắc nhở ở một cái khía cạnh cụ thể nhất là chúng ta phải có trách nhiệm với những người nghèo khó. Chính anh em phải cho họ ăn. Và chính khi chúng ta thực thi lòng bác ái, đó là chúng ta cũng chạnh lòng như Chúa, và cũng là đức tin của chúng ta. Nếu tin vào Chúa, chúng ta biết yêu thương anh em mình. Và một ý nhỏ thứ hai nữa, chúng ta giải quyết vấn đề nghèo đói bằng cách là chúng ta có cái bánh chia cho họ một nửa, chúng ta có cái áo hai áo chia cho họ một áo. Nếu có một áo thì chắc là không chia được. Thì đấy là ngày hôm qua nghe. Và ngày hôm nay tiếp nối sau khi phép lạ hóa bánh ra nhiều, chắc chắn là các môn đệ vô cùng và gọi là hớn hở, vui mừng vì thầy của mình làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, thì các ông thích lắm. Thế nhưng mà sau phép lạ, sau cái được tôn vinh ấy, thì Chúa Giêsu liền sai các tông đồ xuống thuyền đi qua bên kia biển hồ, qua miền Bethsaida. Và chắc chắn là Chúa cũng biết giữa đêm ấy phong ba bão tố nổi lên. Đây là một bài học nha. Ông bà nhà ta thì nói cái câu là họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Tức là cái họa thì nó cứ liên tiếp, nhưng mà cái phúc thì đôi khi nó không lặp lại. Nhưng mà đối với tất cả chúng ta đi theo Chúa để thanh luyện đức tin của chúng ta, thì khi được một cái gì đó lợi lộc và ngay sau đó lại là một cái gì đó đau thương mất mát, để xem chúng ta tin Chúa như thế nào. Ngay sau phép lạ hóa bánh ra nhiều là phong ba bão tố. Nếu phép lạ hóa bánh ra nhiều chúng ta tin Chúa, thì khi phong ba bão tố chúng ta cũng phải chứ. Đâu có phải mình chỉ tin Chúa khi phép lạ hóa bánh ra nhiều, còn lúc này chúng ta không tin. Không, chúng ta lấy kinh nghiệm của ông Gióp đó. Ông Gióp khi mà ông mới thịnh vượng, ông ta rất là tin Chúa. Nhưng mà khi ông ta cháy nhà, cháy cửa, mất hết gia tài, ông ta vẫn tin Chúa. Ông ta nói rằng là mình đã đón nhận những điều lành, thì những điều khốn khó, những sự dữ này chẳng lẽ mình không đón nhận được sao? Đây là một bài học rất hay. Đại đa số chúng ta chỉ tin Chúa khi gặp điều lành, và trách Chúa hay là không còn tin Chúa khi gặp sự khó. Nhưng để thanh luyện đức tin của chúng ta, nếu gặp sự lành chúng ta tin Chúa, thì khi gặp sự khó chúng ta vẫn tin Chúa. Vì Chúa là một mà, Chúa không có thay đổi. Nhưng tất cả những cái khó khăn hay là những cái may lành khó khăn đến với chúng ta để thanh luyện đức tin của chúng ta, không dựa vào những cái điều mau qua nữa. Đây là bài học thứ nhất nhé. Nếu khi Đức Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, chúng ta tuyên xưng đức tin, thì khi gặp phong ba bão tố chúng ta vẫn phải tuyên xưng đức tin, khi sự lành cũng như sự dữ. Rồi bài học thứ hai, khi các tông đồ thấy Chúa mà không nhận ra Chúa, tưởng là ma, thì chúng ta cũng đang trong tuần lễ hiển linh mà, Chúa vẫn bên cuộc đời chúng ta, chỉ có cái chúng ta không có nhận ra thôi. Vì thế chúng ta cũng phải nói lạy Chúa, xin cho con nhận ra Chúa.
Thấy Chúa lại tưởng là ma đấy cơ, mà thấy ma thì lại tưởng là Chúa, thì như vậy thì này rất là đau thương cho chúng ta ha. Xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa, xin cho con nhận ra Chúa. Và trong những lúc như vậy thì Chúa Giêsu mới cất lên tiếng nói: cứ yên tâm, thầy đây, đừng sợ. Theo tin mừng của Thánh Matthew thì là ông Phêrô nghe thấy Chúa nói như vậy thì nhận ra giọng của Chúa mà, mới nói là nếu quả là thầy thì xin cho con lên với thầy. Thì Chúa bảo là đi ra khỏi thuyền mà đến với thầy. Con rất là thích cái chi tiết này nha. Nếu muốn đến với Chúa, hãy ra khỏi thuyền. Chúng ta ở trong cái thuyền thì chúng ta thấy nó được bảo vệ hơn, phải không? Mình ra khỏi thuyền, mình đi ra khỏi cái thuyền, ra khỏi cái nhà của chúng ta là chúng ta thấy nó rất là khó khăn. Thế thì Đức Giáo Hoàng nói rằng là một giáo hội ở trong nhà thì được bảo vệ, sẽ là không có vết thương, không có gì đấy. Một giáo hội ở trong nhà thì lúc nào cũng được trắng trẻo, đẹp trai, đẹp gái, không có bị vết thương. Nhưng một giáo hội đi ra thì sẽ gặp trông gai, tai nạn. Ôi thôi đủ thứ chứ. Đã chấp nhận đi ra ngoài thì sẽ chấp nhận phải đau thương, thương tích. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng nói: tôi chấp nhận một giáo hội có thương tích hơn là một giáo hội lành lặn mà chỉ ở trong nhà. Đây cũng là cái ý mà con cũng rất là hay. Để gặp được Chúa chúng ta phải đi ra khỏi những cái gọi là bảo vệ chúng ta. Chúng ta lấy kinh nghiệm của Thánh Giuse đi, phải không? Thánh Giuse khi thấy Đức Mẹ mang thai thì Thánh Giuse đã định tâm lìa bỏ Đức Mẹ để bảo vệ cái an toàn cho mình chứ. Chứ giờ cưới Đức Mẹ về mà không phải là con của mình, vân vân, nhiều cái phức tạp. Thánh Giuse đã chọn cái biện pháp an toàn là từ bỏ Đức Mẹ một cách kín đáo. Thế nhưng sau đó thì sứ thần mới báo rằng là hãy đón nhận Đức Mẹ về. Thì Thánh Giuse phải đi ra ngoài cái ý muốn của mình, cái an toàn của mình, để chấp nhận đón Đức Mẹ. Đón Đức Mẹ về, đón nhận Chúa Giêsu về là bắt đầu một cái phức tạp, một cái phiêu lưu. Nhưng cái phiêu lưu ấy là có Chúa. Chiều hôm nay thì có một chị đấy, chị nói: cha ơi, nhà con nói thật, nhà con cũng nghèo lắm, nhưng mà khi đi ra ngoài đường đi làm á, con mới thấy rằng nhiều người còn nghèo hơn con. Đây cũng là một ví dụ. Chúng ta đi ra ngoài thì chúng ta mới thấy còn nhiều cái khốn khó mà chúng ta phải chia sẻ. Còn nếu như mình cứ ở trong nhà không thì mình đâu có biết gì cả. Chính vì thế để đến được với Chúa phải bước ra khỏi thuyền.